thứ nhất là xác định vấn đề sức khỏe và thứ hai là xây dựng một cái đề cương nghiên cứu dựa trên một cái chủ đề tại cộng đồng và dĩ nhiên cái chủ đề đó là cũng cái dựa trên cái vấn đề sức khỏe mà mình xác định trước đó tại địa phương ừ, hai nội dung thì đáng lẽ là mình học cái bài này tuần trước có biết lịch không đúng không Tuy nhiên bữa đó thầy bận thì có đổi với thầy Tài. Thầy Tài bữa đó là dạy hai bài. Ừ. À, tuy nhiên là cũng sắp xếp có trình tự logic cho các em. Có nghĩa là mấy bài đó nó không có liên quan nhiều đến bài này. À, mình à, học bài này và những bài sau thì nó sẽ có liên quan hơn và nó sắp xếp theo cái trình tự để cho tụi em học bài này tụi em hiểu được bài sau. Ừ thì nội dung bài hôm nay sẽ đi qua một số khái niệm liên quan đến xác định vấn đề vấn đề sức khỏe và cái cách mà để xác định vấn đề sức khỏe như thế nào và quan trọng nữa đó là mình đặt cái tên của cái vấn đề sức khỏe cho nó đúng rồi mình đi vô bài rồi bạn nào cho thầy biết thế nào là vấn đề theo cái định nghĩa một cái gọi là ngôn ngữ thông thường á thì vấn đề là gì và vấn đề sức khỏe là gì lớp các bạn thấy có vẻ là chăm đó. chăm là chăm hơn so với lại cái cái lớp trước cái lớp học học kỳ một ừ. so là so hai lớp bởi vì thấy như học đông hơn được mười mấy bạn À. lớp này là lớp uh, cd hả ab ừ tao nhìn thấy các bạn quen ta chắc là những gương mặt uh, thường xuyên lên giảng đường đúng không năm tư năm tư gặp nhau rồi mà có nhớ không ừ. chắc chắc là mấy bữa đó không đi học đúng không Rồi Một bạn cho cái khái niệm đi Vấn đề là gì Theo bạn Đâu có khó đâu em Cứ nói đi Em nói rồi Rồi, hợp lý đúng không vấn đề là cái trở ngại cần phải giải quyết đúng không nếu không có giải quyết thì nó sẽ gây những khó khăn phát sinh nhiều hơn nữa ừ. lần sau phát biểu á đứng thẳng lên mình là nam giới mà sao mà đứng công công quẹo quẹo vậy nó đứng thẳng lên mình mình tập cái thói quen á ừ. tập thói quen mình khi mình phát biểu á đứng thẳng rõ ràng ừ. nói năng thì rõ chữ rồi cảm ơn em rồi bạn nói cái ý đó là cũng rõ từ vấn đề rồi ha thì uh, cho tôi một số cái ví dụ ví dụ như là uh, ví dụ như bạn em phát biểu một cái gì đó ngộ ngộ lạ lạ cái cái mình nói chắc cái đầu này có vấn đề nó có hay nói gì không rồi uh, ví dụ như là bạn đang uh, xài cái điện thoại đi mà hôm nay nó bị lắc hay là nó vú không mượt và nó cái điện thoại này có vấn đề đúng không? thì hiển nhiên á, nó phải có một cái thực trạng gì đó cho nên em mới nói nó có vấn đề đúng không? rồi rồi còn cái uh, hiểu theo cái nghĩa nào khác Đúng không từ vấn đề có thể theo nghĩa nào khác nữa không cũng em nữa rồi tiếp tục Rồi, hay quá Bạn này nắm hết bài học Đúng rồi, cái vấn đề đó, nó không hẳn là một trở ngại, đúng không? Nó có thể là một cái cái chủ đề, một cái chủ thể Mà mình phải tìm hiểu, mình muốn tìm hiểu, đúng không? Để mình xác định đó Chứ nó không hẳn là một trở ngại Hay quá, rồi Cảm ơn bạn Muốn nói nữa hả? Rồi. Rồi bây giờ đến cái vấn đề sức khỏe Khi các em nói được hết Thì mình sẽ đi qua luôn Và không cần chiếu slide luôn Rồi vấn đề sức khỏe hãy à, bây giờ mời nha cứ nói đi đâu có sai đâu mà sợ lớp học như vậy là lý tưởng nhất đào tạo y khoa như vậy là lý tưởng nhất bởi vì một lớp một hai trăm bạn là không có lý tưởng trong giảng dạy đào tạo đại học mà dưới ba mươi bạn là lý tưởng nhất cho đào tạo y khoa ừ thầy cô tương tác từng bạn luôn, rồi mời bạn xa nhất em ngồi lẻ loi một mình, ừ. rồi vấn đề sức khỏe là một tình trạng Bệnh lý, theo là một tình trạng bệnh lý. Được rồi, đồng ý. Không không sai. Đúng không? Hay quá. Mà cái vấn đề đó, theo bạn này, bạn nói đó, là một tình trạng sức khỏe của người bệnh. Đúng không? Và bác sĩ nhận thấy thì khi đó, đó là vấn đề sức khỏe của một cá nhân, của một cá thể. Đúng không? Rồi, còn bạn nào, nếu bạn không định nghĩa được thì bạn phải cho ví dụ. Ừ. Những bạn nào mà ngồi một mình đó là những bạn đó là có nội lực rất là gây gớm. Theo nhiều chuyên gia cho thấy, cho nên là sẽ mời những bạn ngồi một mình. Còn các bạn ngồi trong tập thể là mấy bạn hoạt uh, động nhóm đúng không, hoạt động nhóm hiệu quả, tuy nhiên những bạn ngồi mình có cá tính đơn độc thì nỗ lực ghê gớm lắm, rồi mời bạn <laughs> Rồi mời bạn nữ đây đi Những người lớn tuổi thì tăng huyết áp đã tháo đường thì sao đó là một vấn đề sức khỏe của gì của cộng đồng mà ý em nói đây là cộng đồng là sao là ở đâu nó rõ ràng chút ví dụ cộng đồng ở đâu ở thành phố Hồ Chí Minh, người lớn tuổi bị tăng huyết áp, đái tháo đường ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi đúng không? Đó cũng là, là một vấn đề sức khỏe mà khác cái vấn đề sức khỏe của bạn kia bạn nói là người bác sĩ nhìn nhận ra vấn đề của một bệnh nhân, ra tình trạng của một bệnh nhân, còn bạn này bạn nói khác. Mức độ mức độ cộng đồng chứ không phải mức độ cá thể nữa. Tình trạng bệnh lý của cộng đồng là số người cao tuổi bị mắc tăng huyết áp và đa tháo đường nó cao nó nhiều tại thành phố Hồ Chí Minh đó. cũng là vấn đề sức khỏe nhưng mà các em thấy không khi bạn kia cho ví dụ đó là vấn đề sức khỏe của cá nhân còn bạn này là vấn đề sức khỏe của cộng đồng ừ. thì mình xoay quanh cái bài học ngày hôm nay á là mình học xoay quanh là xác định vấn đề sức khỏe cộng đồng đúng không còn xác định vấn đề cá nhân xác định vấn đề sức khỏe của cá nhân á là bộ môn nào dạy? nội ngoại sản nhi nhiễm ta mũi họng vân vân đúng không để chẩn đoán bệnh ở đây mình xác định vấn đề là giống như là chẩn đoán bệnh đúng không? ví dụ môn nội chẩn đoán nó ra bệnh tăng huyết áp thì vấn đề đó là vấn đề sức khỏe của cá nhân, đúng không? Còn ở đây mình xác định vấn đề là mình chẩn đoán cộng đồng, xác định vấn đề sức khỏe của cộng đồng là chẩn đoán cộng đồng là cái vấn đề sức khỏe của cộng đồng. Ừ. Ừ. bạn này bạn đã nói được hết các định nghĩa nam nè bạn mà nói hết được các định nghĩa của vấn đề rồi rồi bạn có nhắc đến cái từ là trở ngại thách thức luôn đúng không rồi cái từ vấn đề sức khỏe đó theo nãy giờ các bạn cho ví dụ đó. Đó là một cái tình trạng không mong muốn của sức khỏe Tuy nhiên Nó còn có thể hiểu theo một người khác Đó là vấn đề sức khỏe Theo nghĩa là Cái sức khỏe như thế nào Đúng không? Hiểu theo cái cái định nghĩa về sức khỏe Có hiểu không? Thì khi đó Mình sẽ hiểu đó là một một danh từ Một cụm danh từ Ừ. còn hiểu theo cái cách nghĩa thứ hai á, cái nghĩa thứ hai thì đã là một cái vấn đề tồn tại của sức khỏe và cụ thể là sức khỏe của cộng đồng, ừ. hai nghĩa khác nhau, thì các em có thể thấy đó, có thể đó là một tình trạng bệnh tật như uh, hồi nãy bạn nữ này bạn có phát biểu tình trạng tăng huyết áp đái tháo đường của người cao tuổi đúng không nó có thể là tình trạng về dinh dưỡng đúng không béo phì thừa cân suy dinh dưỡng ở trẻ em trong cộng đồng hmm. rồi nó là có thể là gì nữa nó có thể là về vệ sinh môi trường ví dụ như là số um, bãi rác không được uh, bảo đảm môi trường nó nhiều nó cao ừ. ví dụ như là số dụng cụ chứa nước tại uh, các uh, công trình công cộng ừ. rất nhiều không được xử lý triệt để rồi gì nữa ô nhiễm không khí ừ. tình trạng ô nhiễm không khí rất là cao ô nhiễm nguồn nước ô nhiễm đất đó là nó cũng liên quan đến các vấn đề sức khỏe cũng, cũng là một cái vấn đề sức khỏe rồi những tồn tại trong cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dịch vụ y tế đó là gì các em ừ. nói tới chỗ này là các bạn nghĩ ngay đến quá tải bệnh viện đúng không thì hóa uh, quá tại bệnh viện nó có bắt nguồn từ nhiều yếu tố uhm. do cách phân luồng phân tuyến uhm. hiểu không các em nếu mà các em có tìm hiểu á hay là có dịp ra nước ngoài á các bệnh viện mà là bệnh viện chuyên sâu đó, bệnh viện tuyến cuối của người ta rất là vắng bởi vì người ta phân luồng phân tuyến vào cái bệnh viện tuyến đầu hết rồi ừ. Uhm để những cái bệnh viện mà tuyến cuối chỉ giải quyết những cái bệnh khó đúng không bệnh nặng thôi còn ở đây mình là những bệnh viện tuyến cuối bệnh khó bệnh nặng bệnh nhẹ gì đưa vô chữa hết cho nên nảy sinh cái vấn đề là câu chuyện quá tải ở những bệnh viện tuyến cuối thì em thấy ở những bệnh viện tuyến y tế cơ sở ví dụ như những bệnh viện quận huyện còn đâu có quá tải. Đúng không? Các em đã từng vô, các em đã từng thực tập, các em biết. Rồi, gì nữa? Thiếu trang thiết bị, rồi. Thiếu trang thiết bị một phần á. Thì do và nói thẳng ra nước mình là nước đang phát triển còn nghèo đúng không kinh phí cho y tế cũng còn hạn chế thì dĩ nhiên là máy móc được đầu tư nhưng mà cũng chưa được đảm bảo tất cả rồi một mặt khi nó xuống cấp thì không kịp thay mới chưa kể gần đây các vấn đề liên quan đến đấu thầu em biết rồi đó để đấu thầu mua sắm, mình có một số vấn đề liên quan đến pháp lý gần đây dẫn đến hạn chế khi mà đấu thầu để mua các dụng cụ y tế, máy móc vật tư y tế, sinh hóa, sinh phẩm phục vụ cho công tác xét nghiệm, phục vụ cho công tác nói chung công tác khám chữa bệnh thì từ cái câu chuyện đó cũng là cái tồn tại trong chăm sóc sức khỏe um, không biết không rồi gì nữa lực lượng lực lượng nhân viên y tế làm sao lực lượng nhân viên y tế cũng phân bố không đồng đều đúng không tập trung quá nhiều ở bệnh viện ở các uh, bệnh viện tuyến cuối bệnh viện tuyến thành phố mà nhân lực chưa tới cơ sở còn hạn chế nó dẫn đến câu chuyện là sao khi mà dịch bệnh vừa rồi bùng phát đó các em tiếng người tới cơ sở vỡ trận ừ. mà y tế cơ sở vỡ trận thì dây chuyền theo đó là y tế chuyên sâu bệnh viện điều trị covid cũng vỡ trận luôn ừ. À, rồi rồi theo cái uh, hiểu vấn đề sức khỏe là một vấn đề tồn tại của sức khỏe cộng đồng thì mình sẽ có thể phân ra hai nhóm thứ nhất là vấn đề về tình trạng sức khỏe và vấn đề liên quan đến sức khỏe rồi mình hình dung nha vấn đề về tình trạng sức khỏe và vấn đề liên quan đến sức khỏe vấn đề về tình trạng sức khỏe là một tình trạng sức khỏe không mong muốn ví dụ nè um, lấy ví dụ bạn hồi nãy bạn nói tăng huyết áp ở người cao tuổi đã tháo đường người cao tuổi đúng không cao ở thành phố Hồ Chí Minh số bệnh nhân số người cao tuổi bị số rất là cao đó là cái vấn đề tình trạng không mong muốn đúng không rồi gì nữa bạn nào cho ví dụ khác các em là các em là 2k rồi đúng không? 2k mấy? 2k1 đúng không? Bây giờ 2k là phải đột phá lên chứ, tích cực lên. Bây giờ thế hệ 9x là nhường cho thế hệ 2k. Phải đột phá tích cực lên chứ đúng không? rồi bạn phát biểu được mạnh dạn tiếp tục phát huy à, nhưng mà bây giờ kể các bệnh lý ra thì ai kể cũng được nhưng mà bây giờ em phải quay lại câu chuyện đây á, là vấn đề về tình trạng sức khỏe không mong muốn của cộng đồng ha thì em hình dung cho câu chuyện của cộng đồng như thế nào còn các em kể là cái của cá nhân của cá thể không rồi bây giờ kể lại nè cho ví dụ lại Ừ. Uhm. chưa rõ lắm em em cũng quay lại câu chuyện uh, của cá thể rồi thôi em ngồi xuống suy nghĩ tiếp rồi bạn nữ tỷ lệ trẻ mắc số huyết trong năm trở lại đây tăng uh, ở đâu cụ thể ở đâu thành phố hồ chí minh tiếp tục à. rồi đó là một vấn đề sức khỏe thêm một cái tình trạng sức khỏe không mong muốn của cộng đồng rõ ràng à. bạn phát biểu là rõ từng ý và đó là cũng là một cách phát biểu phương tên vấn đề sức khỏe luôn á nó bao gồm chủ thể nó bao gồm mức độ đo lường chỉ số đo lường nó bao gồm đối tượng thời gian à. Rồi gì nữa không? Như mà ngủ lòng công chúa năm bạn chơi với nhau năm bạn nữ ừ. đây thì nam nữ sang khẽ một tổ thì nên có nam nữ xen kẽ để toàn cho nhau những công việc cụ thể trong tổ em rồi tỷ lệ nhân viên văn phòng ở thành phố hồ minh trầm cảm cao hơn bạn đặt ra mà cái đó hợp lý cũng hay rồi cho em làm lại ok được rồi số lượng ra em cận thì mắc tọt khúc xạ ha bởi vậy trong cái chương trình sức khỏe trường học của các em rất là lưu tâm đến vấn đề này ừ. lưu tâm đến vấn đề sao đảm bảo bàn ghế ở lớp học phải đủ tiêu chuẩn có biết không chỉ số ánh sáng ở lớp học phải đúng chuẩn bây giờ các trường học bị kiểm tra vấn đề này rất là gắt ừ. tại sao thế, thế hệ trước lại cận thị tập hút xạ thấp mà tới thế hệ này lại cao lên thì phải giải quyết vấn đề ngay tại trường học. Giải quyết vấn đề ngay tại trường học xong triệt để cơ bản thì mới quay qua vấn đề cá nhân gia đình. Đúng không? Một mặt khác là bây giờ công nghệ thông tin nó phát triển phát triển quá mức cho nên là trẻ em tiếp cận thông tin sớm. Uhm? Đây điểm sơ qua gọi đây cần thị bao nhiêu bạn? hơn hơn 50 trăm đúng không hơn 2/3 luôn chứ dễ bên kia là coi như là ở đây còn lát đá được mấy bạn nhưng mà vấn đề đó, là khi mà cận còn nhỏ quá thì nó là câu chuyện khác lớn lên mà học y đúng không cận Ok học nhiều đúng không Bây giờ mới 5 tuổi mà sao tại sao đi cận 10 tuổi tại sao cận đặt ra câu hỏi đặt ra vấn đề câu chuyện đó Hmm. nãy giờ mình đang nói đến là cái vấn đề về tình trạng sức khỏe rồi mình sẽ nói đến vấn đề liên quan đến sức khỏe Rồi, bạn nào cho ví dụ vấn đề liên quan sức khỏe đi. Em. Rồi. Rồi, hay quá. Thời gian sử dụng thiết bị điện tử ở trẻ trên... em cao hay nhiều. Đúng à. không? Đúng không các em? Nó không phải là một tình trạng sức khỏe, không mong muốn nó là tình trạng sức khỏe không muốn nó nó đưa vô cái nhóm kia là vấn đề về tình trạng sức khỏe đúng không còn đây nó chưa biểu hiện ra bệnh mà nó là một chỉ số đúng không nó là một chỉ số nó thể, nó thể hiện lên cái vấn đề mà vấn đề này có thể gây ra bệnh từ cái mà bạn nói đó là cái vấn đề liên quan sức khỏe là số um, thời gian mà sử dụng thiết bị điện tử nhiều á sẽ dẫn đến các tật khúc xạ, à. chưa kể các bệnh tâm lý tâm thần khác nữa. rồi còn gì nữa không? em tỷ lệ dưới một tuổi sao? được tiêm chủng đầy đủ sao? Ủa nó tăng là nó quá tốt rồi em, rồi sao nó là vấn đề? Ừ, không ừ, tăng thì nó tốt rồi. Tiêm chủng đầy đủ hiện nay cái chương trình tiêm chủng quốc gia tiêm chủng mở rộng mình là một trong những chương trình rất là hiệu quả em và lúc nào cũng có con số trên 90%. và nó phòng được rất là nhiều bệnh Rồi Thì số chất lượng không khí không đạt chuẩn Nó vấn đề liên quan sức khỏe Đúng không? Ok Rồi bạn nào nữa? Nhớ bên kia đầu tư quá Đi học Photo bài giảng slide ra hết rồi Thì vấn đề liên quan đến sức khỏe là những tồn tại của cung ứng y tế của cộng đồng xã hội đúng không mọi nguyên nhân nguy cơ đe dọa cản trở cái việc đạt được cái tình trạng sức khỏe mong muốn thì nãy giờ bạn nói câu chuyện là nó quanh môi trường nè bạn đã có nói môi trường à, bạn nữ kia thì có nói do thói quen đúng không Cái cách sinh hoạt đó là trong cái cách sinh hoạt sử dụng thiết bị điện tử đó đúng không còn ở đây muốn các em cho thêm cái ví dụ về cung ứng y tế đi những tồn tại của cung ứng y tế rồi cả nước à, số lượng bác sĩ theo bạn nói là số lượng bác sĩ trên sao trên một ngàn dân hả rồi à, bạn nói cái ý đó thì ok nhưng á cái chỉ số đánh giá đây là số bác sĩ trên một vạn dân ừ. thì cái số mong muốn mà bộ mong muốn là 20 bác sĩ trên một vạn dân thì thành phố Hồ Chí Minh mình đặt ra con số đó và cũng áp dụng thành phố luôn và đặt ra cái chỉ tiêu cho trường mình á cho nên các khóa 2000 từ 2012 trở đi á, từ 2012 trở đi á là đào tạo với số lượng nhiều hơn các khóa trước các khóa trước là khóa của thầy học á thì những khóa đó đào tạo để lúc đó là mình là khoảng 16 17 bác sĩ cho một vạn dân thành phố Hồ Chí Minh á thì sau đó khi mà đào tạo được khoảng 5 khóa, 7 khóa gì đó, thì đã vượt qua con số 20 bác sĩ trên một vạn dân ở thành phố Hồ Chí Minh. À. Tuy nhiên là cả nước thì vẫn dưới ngưỡng con số đó. Tuy nhiên cái số bác sĩ trên vạn dân ở thành phố Hồ Chí Minh đạt được. Tuy nhiên vẫn chưa đảm bảo bởi vì nó còn phân bố lệch. Ha. số bác sĩ uh, chuyên sâu chuyên khoa quá nhiều, rồi số bác sĩ uh, làm ở những bệnh viện uh, tuyến cố quá nhiều trong khi cần nhân lực ở tuyến tế cơ sở, cần nhân lực ở tuyến đầu đúng không? Bác sĩ tổng quát, bác sĩ gia đình còn hạn chế. Uhm. Rồi, mình đi tiếp nha. Ở cái ở cái hình này các em thấy được đó. Cái tình trạng sức khỏe khi mà muốn nói một cái vấn đề mà liên nói về về thể hiện tình trạng sức khỏe đó thì sẽ có thông thường á cái chỉ số thể hiện là chỉ số bệnh tật hay là chỉ số bệnh tật đó là chỉ số mắc bệnh đó. số mắc bệnh hay là tỷ lệ mắc hay là số ca tử vong tỷ lệ tử vong em nhớ như vậy ừ. đúng không mắc bệnh nếu tử vong là nó hiện cái tình trạng sức khỏe đó. còn ngoài còn ngoài những cái thầy đã nói thì nó thuộc là nếu nó là vấn đề sức khỏe thì nó là liên quan đến sức khỏe. Được không? Thì nó bao gồm như hồi nãy nè có nói đó, nó bao gồm những hành vi thói quen sức khỏe. Nó bao gồm vấn đề về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, rồi cung ứng y tế, hệ thống y tế. Hiểu được không? một số cái ví dụ vấn đề liên quan đến sức khỏe nữa đó là phần trăm tuân thủ điều trị thấp rồi uh, phần trăm về kiến thức đúng về phòng bệnh thấp phần trăm có uh, hành vi nguy cơ cao uhm, chỉ số bi cao biết chỉ số bi không biết chỉ số bi là chỉ số gì không em chỉ số rito biết không Không biết hả? Chỉ số B là chỉ số đánh giá mật độ mũi. Ừ. Rồi, một cái trắc nghiệm nhỏ. Số 1. Vấn đề về tình trạng sức khỏe hay liên quan sức khỏe. Ai tình trạng sức khỏe giơ tay. Rồi, ok. Vấn đề 2. Tỷ lệ người bị stress, tình cảm cao. Ai là vấn đề về tình trạng sức khỏe giơ tay. Rồi, ok. Vấn đề 3 tỷ lệ người có biến chứng đái tháo đường do không tuân thủ điều trị ai là vấn đề liên quan đến sức khỏe giơ tay một hai ba bốn năm sáu rồi ai là vấn đề về tình trạng sức khỏe giơ tay số đồng hơn đúng không khoảng mười mấy rồi đây là vấn đề về tình trạng sức khỏe với em tỷ lệ người mắc mà tỷ lệ mắc bệnh mà đúng không tỷ lệ mắc bệnh còn do cái nguyên nhân gì là do người ta nói thêm đúng không cơ bản đây là tỷ lệ tỷ lệ thì mắc bệnh còn ví dụ như tỷ lệ không tuân thủ điều trị dẫn đến biến chứng đai tháo đường đó là câu chuyện khác hiểu không tỷ lệ không tuân thủ điều trị đái tháo đường cao thì đó lại là liên quan đến sức khỏe tỷ lệ không tuân thủ nó không phải là tỷ lệ mắc nó cũng không phải là tỷ lệ tử lệ, tử vong ừ, em phân biệt chỗ đó rồi số 4 ai chọn vấn đề liên quan đến sức khỏe Rồi, ok. Số 4 là vấn đề liên quan đến sức khỏe. Đơn giản ha. Sao em? Cô dân sao em? đúng, nó là phải là vấn đề, nó không phải liên quan đâu ủa nó phải đầu tiên xác định nó không phải là vấn đề rồi, nó không phải vấn đề rồi thì mình không có phân liên quan hay là hay tình trạng sức khỏe hiểu không? phải xác định nó là vấn đề trước đã, xong rồi mình mới phân nhóm, hiểu không? thì uh, trước đây nha cái việc mà xác định vấn đề và xác định từ là việc xác định từ những cái chỉ tiêu từ cấp trên đưa xuống thì sẽ tạo tâm lý nè thụ động rồi không xác thực làm vì cấp trên hay là vì cộng đồng bởi vì ở trên đưa xuống làm chứ không phải là vì thực tiễn cộng đồng cần phải giải quyết vấn đề sức khỏe mà để thực hiện thì dẫn đến á, cái việc xác định về sức khỏe là không thiết thực đúng không làm lãng phí nguồn lực thời gian rồi ảnh hưởng đến cộng đồng thì khi mà xác định vấn đề sức khỏe của cộng đồng á cái bước xác định là tiền đề cho bước phân tích tìm nguyên nhân và khi mà phân tích tìm được nguyên nhân rồi đó thì cái đích đến đó là để can thiệp để giải quyết đó cũng là một cái quy trình trong quản lý dự án á các em quản lý một cái dự án sức khỏe xác định vấn đề tìm nguyên nhân can thiệp giải quyết vấn đề lượng giá. Ừ. Thì đây là một số các phương pháp tiếp cận vấn đề tiếp cận vấn đề là theo dân số mục tiêu tiếp cận theo vấn đề sức khỏe tiếp cận theo cơ sở nhân lực trang bị và chất lượng dịch vụ ở đây cái cách tiếp cận vấn đề trình bạn để đây các em để làm gì biết không để khi mình viết á mình viết cái báo cáo khi mình làm bài á mình biết cách viết mình nhập đề như thế nào mình tiếp cận từ cái gì nếu mình tiếp cận từ cái dân số mục tiêu bởi vì á, trong cái câu chuyện mà một cái vấn đề sức khỏe đó, ví dụ bạn này bạn nói vấn đề là tăng huyết áp ở người cao tuổi đúng không tại cộng đồng dân cư thành phố hồ chí minh thì nếu mà tiếp cận theo dân số mục tiêu đây á, là người cao tuổi hiểu không thì cách dẫn dẫn nhập của mình là từ người cao tuổi còn nếu mà theo tiếp cận theo cái vấn đề sức khỏe đó thì là tiếp cận từ cái tăng huyết áp, cái tỷ lệ tăng huyết áp cao trong cộng đồng. Đúng không? Cách tiếp cận là như vậy. Rồi tiếp cận theo cơ sở nhân lực trang bị và chất lượng dịch vụ thì nếu mà nó liên quan đến câu chuyện cái vấn đề liên quan đến sức khỏe thì mình sẽ tiếp cận theo cái cách dưới Ừ. hiểu được câu chuyện nào ừ. em biết uh, ba đối tượng ưu tiên tiếp cận theo dân số mục tiêu thì có ba đối tượng ưu tiên đây người cao tuổi trẻ em phụ nữ mang thai trẻ em là trẻ em dưới năm tuổi nha chứ không phải là trẻ em mà gọi là đủ tiêu chuẩn đủ điều kiện để nhập bệnh viện nhi đồng thì nó khác trẻ em này trẻ em dưới năm tuổi người cao tuổi người cao tuổi đây là bao nhiêu tuổi các em đáp án một 70 tuổi Ai cho là đúng cho tay nha à? Đáp án 2, 65 tuổi một bạn, hai bạn, ba bạn, bốn bạn Năm bạn, sáu bạn Rồi, nó bán ba, sáu mươi tuổi Nó bán ba là lớn hơn sáu mươi tuổi Nó bà ba lớn hơn sáu mươi tuổi, chơi giơ lại á à? lớn hơn 60 tuổi Đáp án 4 Lớn hoặc bằng 60 tuổi ừ. <laughs> Rồi Đáp án 5 Lớn hơn hoặc bằng 50 tuổi Rồi Giờ, là rõ ra Đáp án lớn hoặc bằng 60 tuổi theo luật Tôi vào luật luôn rồi em ừ. Luật người cao tuổi Sạch ra coi có, có luật đó không Quy định rõ Người cao tuổi là người như thế nào Được hưởng những cái quyền lợi gì vậy mình còn một chút nữa mình nghĩ ha cố gắng ha là mình học hai tiếng à. bây giờ về nắng lắm cái tiêu uv bây giờ nó cao lắm nắng nóng Cố gắng ngồi một chút nữa, bố mình về nó mát hơn. Ừ. <laughs> Nguyên tắc chọn vấn đề sức khỏe. Thứ nhất, vấn đề phải là lĩnh vực được quan tâm mong muốn thực hiện. chứ không phải là vấn đề đó dễ thực hiện nhắc lại tại vì khi mà các bạn đi thực tập cộng đồng á cái vấn đề nào dễ các bạn chọn bởi vậy nó nó xuất hiện câu chuyện là toàn tất cả các nhóm chọn số số quyết cứ như tỷ lệ mắc số quyết cao rồi tỷ lệ ổ dịch cao số ca mắc số quyết, xong rồi làm các đề tài liên quan đến kiến thức thái độ hành vi phòng chống số quyết. Cho nên á, nhắc các em á, là vấn đề là phải là lĩnh vực quan tâm muốn thực hiện là vậy đó. Và sau này cái câu chuyện mình đi làm vậy nữa. Mình làm cái mà người ta cần, chứ không phải là cái mình cần. À, cái người ta cần ở đây là cộng đồng cần, người dân cần, bệnh nhân cần, thì mình làm, ừ. à... nhớ nha, hy vọng là các bạn, khi được nhắc nhở ở đây, là đừng có làm số quyết, đi học, mình phải ra chạm, nhắc em á, cơ hội để gia chạm các em còn ít đó còn có năm mấy sau này ra là thực chiến không mà không còn cơ hội mà thử nghiệm nữa cho nên bây giờ phải gia chạm thầy là thầy xương máu nhiều nhiều cái sau này mình ra đi làm mình còn gia chạm nhiều hơn nữa nhưng mà cái cơ hội bây giờ mình gia chạm mình phải chịu trách nhiệm đúng không đi học chọn cái khó học chứ đừng chọn cái dễ nhất là trình bệnh án bệnh lý đâu đó nhớ trình bệnh khó nha đừng lấy viên mục thừa ra trên hoài thấy không đi học cộng đồng cũng vậy nữa đừng có làm số huyết hoài thiếu gì bệnh để làm đúng không thiếu gì vấn đề sức khỏe cộng đồng để làm cho nên là chọn cái khó để làm để mình gia chạm khi còn trẻ chọn cái khó xong pha làm nhưng mà khi mà lớn tuổi về già đó chọn cái nào mình thành thục mình làm thôi đó, câu chuyện như vậy Lớn thôi, còn già thì thôi đừng làm nữa Đó, Lớn là cỡ 40 tuổi <laughs> Rồi, vấn đề phải có tính sáng tạo Chưa được thực hiện nghiên cứu Thì cái này đương nhiên rồi ừ. Vấn đề phải cụ thể, nhỏ, gọn, hợp lý Rồi, tại sao có câu chuyện này cụ thể thì Dĩ nhiên á, mình phải uh, cụ thể ra được cái câu chuyện mình làm có cái số liệu tại sao mình làm nếu không có cái dẫn chứng tại sao mình làm và nó nhỏ gọn là tại sao nhỏ gọn á, tại vì cái nguồn lực không cho phép lúc nào cũng xoay quanh vấn đề câu chuyện là tiền bạc nhân lực vật lực câu chuyện đó cái đó không bao giờ là vô hạn cho nên á, cái vấn đề mình làm cấp độ là nó phải phù hợp nhất là khi đang em đi học nè đúng không thì khi em xác định vấn đề đó đó mặc dù phải xác định thầy nói rồi phải gia chạm là xác định một cái vấn đề mới vấn đề khó nhưng mà khi mà mình thực hiện á, ở trong cái cộng đồng á, thì nó tương đối thôi bởi vì nó liên quan đến cái nguồn lực nữa ừm um, và nó hợp lý hợp lý này là cái gì hợp lý này là nó gọi là hài lòng các bên liên quan hài lòng này là cái gì cái đơn vị đơn vị của các em nếu đi các em đi học là cái đơn vị các em đi thực tập á sau này các em đi làm là cái đơn vị mình làm các bên liên quan ai nữa là chính mình đúng không mình làm sao để cho cái cái bài báo cáo của mình nó có chất lượng nó có giá trị cái vấn đề mình xác định thật sự là một cái vấn đề hay vấn đề mới để mình giải quyết và hài hòa hài lòng quên liên quan đây là cộng đồng là người dân cái vấn đề nó thực sự là tồn tại trong cộng đồng và cộng đồng cần mình xác định để giải quyết thì giới thiệu các em một số cái phương pháp để xác định vấn đề sức khỏe. Thứ nhất là phương pháp Delphi. Các em biết phương pháp Delphi phương pháp gì không? Không. Phương pháp Delphi là gặp hàng ngày luôn các em đã làm rồi mà các em không biết. Tại vì người ta khái quát thành cái phương pháp gọi là Delphi. Phương pháp Delphi là phương pháp thảo luận nhóm. Ừm. Rồi phương pháp dựa trên gánh nặng bệnh tật. Phương pháp cho điểm dựa trên 4 tiêu chuẩn của WHO. Và dựa trên tính toán của cái chương trình CBM. thì nói qua bốn cái cái phương pháp để xác định nó qua cho em biết vậy thôi tuy nhiên ở trong chương trình thực tập của mình á thì mình sẽ sử dụng cái phương pháp của riêng mình ha. riêng bộ môn xây dựng thứ nhất là tổng hợp tài liệu không biết là các em có chắc cũng chưa biết cái câu chuyện mình thực tập là đi sao đâu đúng không? Ừ. Nói sơ qua bởi vì mình đang nói câu chuyện đi thực tập. Khi các em thực tập là em thực tập tại một quận. Và ở cái tuần đầu tiên á thì các em xuống cái trung tâm y tế của một quận thì các em sẽ đến cái khoa hoặc là phòng của trung tâm y tế đó có thể là khoa y tế công cộng có thể là khoa kiểm soát bệnh tật có thể là khoa lao có thể là khoa tham vấn hỗ trợ cộng đồng có thể là phòng truyền thống cho sức khỏe ừ. thì trong nội tại từng khoa người ta làm rất là nhiều chương trình ví dụ như là khoa y tế công cộng thì có chương trình phòng chống tăng huyết áp, chương trình phòng chống đái tháo đường, chương trình tiêm chủng mở rộng, chẳng hạn. Tùy nha. Có thể một số cái khoa nó có không nhất thiết là chương trình phòng chống tăng huyết áp nó nằm ở khoa y tế tâm cộng, mà có thể tùy trung tâm người ta phân qua cái khoa khác, có thể kiểm soát bệnh tật, chẳng hạn. Ừ. rồi khoa kiểm soát bệnh tật rồi phòng chống xuất quý không? phòng chống tay chân miệng chẳng hạn như vậy thì khi đó tuần đầu tiên là phân kem về các khoa phòng của trung tâm để tiếp cận một cái chương trình sức khỏe đang triển khai đang thực hiện tại khoa học đó cụ thể và khi mà tiếp cận cái chương trình đó, đó để làm gì biết không nhiệm vụ của tuần đầu tiên là xác định vấn đề sức khỏe đó là học bài này á Thập bài này để làm cái nhiệm vụ tuần đầu tiên khi mà mình đi thực tập à, thì sau khi mà mình xác định về sức khỏe rồi ở tuần đầu tiên làm việc tại khoa phòng rồi thì đến tuần thứ hai là bắt đầu không còn ở khoa nữa bắt đầu đi xuống các trạm y tế à, thì câu chuyện sau đó là của những bài khác những bài sau bài của thầy nói đây còn câu chuyện tuần đầu tiên á mình làm việc tại các khoa phòng trung tâm để tiếp cận các chương trình sức khỏe để xác định vấn đề sức khỏe tồn tại của cộng đồng dựa trên cái chương trình mà khoa đang thực hiện thì bước 1 đây là tổng hợp tài liệu thì tài liệu đây là gì tài liệu đây là các báo cáo về tình hình bệnh tật cái chương trình đang thực hiện đúng không Báo cáo về cái hoạt động Không phải bệnh tật không nữa Mà hoạt động của cái chương trình ta thực hiện Thực hiện cái gì như thế nào Kết quả làm sao Cũng như là các em tiếp cận được số liệu Cái kế hoạch Của từng năm Trong cái chương trình Sức khỏe đó ừ. Rồi sau đó là các em động não phân tích Là từ cái số liệu Từ cái báo cáo mình có trong tay đó mình xử lý. Đúng không? Xử lý. Xác định. Xác định vấn đề thì mình phải tổng hợp được cái số liệu. Một khoa nó nhiều chương trình, mình tiếp cận nhiều chương trình, mình xử lý. Rồi trong khi mà mình chọn được chương trình nó trong chương trình đó nó cũng tồn tại nhiều vấn đề sức khỏe. Được các em. Ừm. Rồi và bước động não phân tích rồi áp dụng phương pháp Delphi, dĩ nhiên là từng bạn động não phân tích, rồi thảo luận nhóm, đúng không? Để đưa ra cái câu chuyện là mình chọn lựa cái vấn đề sức khỏe nào. Thì các bước là mình làm như vậy, từ tổng hợp tài liệu, thảo luận, chọn ra vấn đề sức khỏe hợp lý rồi mình thảo luận với chuyên gia chuyên gia ở đây là ai chuyên gia ở đây là cái người hướng dẫn các em tại khoa phòng tại địa phương có thể là trưởng khoa có thể là nhân viên chuyên trách tại khoa phòng đó và thầy cô thầy cô hướng dẫn của trường ở ờ, ví dụ như là tìm cái vấn đề trong cái chương trình chương trình kinh điển nè chương trình phòng chống xuất huyết thì tổng hợp tài liệu là tài liệu gì ở đây như thầy nói rồi cái cốt lõi nhất là cái chương trình sức khỏe đó là bao gồm cái kế hoạch và báo cáo của cái chương trình sức khỏe đó hàng năm cái năm trước nè năm nay nếu như năm nay là hôm nay năm dù hôm nay là những ngày cuối tháng 3 thì có thể là quý 1 chưa có đâu là mình có báo cáo mới nhất là của năm 23 không? và cái năm trước và có thể mình có được cái kế hoạch của năm 24 là có rồi Đó. còn nếu như ví dụ mình ở vị trí tháng 4 thì mình có thể có được cái báo cáo của quý 1 2023 chẳng hạn vậy ừ. rồi Ivan Ivan là các em tìm kiếm tài liệu thông tin tìm kiếm tài liệu thông tin từ internet các nghiên cứu, các báo cáo có liên quan và thậm chí là các báo cáo của các đợt thực tập trước đó. Ừ. Ở đây nói cho các em để các em biết là các em có quyền tham khảo. Tuy nhiên, tham khảo không có nghĩa là sao chép. Bởi vì các đợt thực tập trước đó, cái cái khoảng thời gian cụ thể người ta làm là cái khoảng thời gian trước đó ừ, trong bối cảnh nó khác. Còn hiện nay cái bối cảnh các em làm khi mà các em thực tập đợt sau thì nó sẽ khác. Tuy nhiên các em có quyền tham khảo để sử dụng, để đối chiếu. Hay là mình để mình sử dụng nó làm cái sau này các em sẽ được học là gọi là cái mức bình thường. Tham khảo cái mức bình thường như thế nào để mình xác định cái vấn đề rồi có thể tổng hợp từ các phương tiện truyền thông thì đủ thông tin nó phương tiện truyền thông báo đài internet uh, tv uh, và phỏng vấn nếu thông tin nào chưa có mà có thể phỏng vấn phỏng vấn cộng đồng phỏng vấn người dân phỏng vấn ban ngành uh, phỏng vấn uh, nhân viên y tế chuyên trách uh, phỏng vấn ông ủy ban, phỏng vấn ban ngành là phỏng vấn ông ủy ban cũng được, ủy ban tại địa phương để mình tìm kiếm thông tin. Rồi cái cái động não phân tích đó, thì các em sẽ tự đặt ra các câu hỏi xung quanh cái tài liệu mà các em tổng hợp trước đó, tự đặt câu hỏi xung quanh những cái câu chuyện đó, đặt càng nhiều câu hỏi càng tốt và khi mình tự đặt ra câu hỏi rồi mình tìm kiếm tài liệu, tìm kiếm y văn tiếp tục để mình tự trả lời cho câu hỏi của mình, đúng không? cái vấn đề này nó có thực sự là vấn đề hay không? Ừ. nó đã được giải quyết chưa? có những cách nào đã được giải quyết? Ừ và vấn đề còn tồn tại của vấn đề đó là như thế nào ghi nhận tất cả các ý tưởng phương pháp Delphi thì như thầy đã nói là thảo luận nhóm thầy là thống nhất ý kiến ở cái phương pháp động não phân tích đó, là tổng hợp đưa ra thật nhiều ý kiến còn ở bước này khi mà đã nhiều ý kiến rồi đó, bây giờ mình bàn bạc trở lại, mình thống nhất, đưa ra cái ý kiến, xác định một cái vấn đề, không. À. rồi xem xét chọn lựa vấn đề hợp lý ở đây á thì theo khu vực nè theo yêu cầu của địa phương thời gian thích hợp theo nhóm dân số theo phương tiện kỹ thuật thì ở đây là do cái nguồn lực và như thầy nói rồi đó hài hòa các bên liên quan cho nên ở đây là mình xem xét chọn lựa theo cái những cái yếu tố này địa phương cần không địa phương quan trọng nha bởi vì khi mình muốn triển khai thì phải được ông địa phương cho phép và ông hỗ trợ kinh phí nữa ông hỗ trợ con người để mình làm nữa ví dụ như các em vai trò là sinh viên các em xác định với một cái vấn đề sức khỏe tại một cái phường ở ở quận 10 chẳng hạn đi phường 1 quận 10 đi thì địa phương cho phép mình xuống phường và mới xuống phường được là thứ nhất cái thứ hai người ta sẽ huy động người cho mình người từ phía ủy ban phường người từ phía trạm y tế phường để hỗ trợ rồi người ta có vật lực máy móc gì người ta sẽ hỗ trợ cho mình nếu mình cần rồi thời gian thích hợp thời gian nó cũng nằm trong nhóm vật lực nhưng trong nhóm nguồn lực rồi theo nhóm nhân số và phương tiện kỹ thuật phương tiện kỹ thuật ở đây là nó cũng phải phù hợp và đáp ứng giải quyết được cái vấn đề sức khỏe bước thứ năm là thảo luận với chuyên gia từ cái vấn đề mà mình đặt ra. Ở cái bài này ngày hôm nay á trọng tâm là chỗ này nè trọng tâm là khi mà xác định một vấn đề sức khỏe đó là các em phải xác định một cái mức bình thường. Để chi? Vượt cái mức này hay dưới cái mức này thì nó là một vấn đề sức khỏe. Còn nếu nó không vượt thì nó chưa phải là vấn đề. Phải không? Rồi, có sao ý. Chỉ tiêu cấp trên giao cấp trên ở đây á, có thể về mặt quản lý nhà nước là ủy ban dân trên cùng là thủ tướng dưới là có ủy ban dân cấp thành phố quận huyện à. rồi chỉ tiêu đây mức bình thường đây có thể là của năm trước là cái số liệu của năm trước ví dụ cái mình đang xác định là sức khỏe là số huyết của năm nay nó phải là vấn đề không thì mình so với cái số liệu mắc số huyết của năm trước đó. rồi Có mức bình thường khác mình có thể xem đó là các cộng đồng tương đồng cộng đồng tương đồng ở đây có nghĩa là gì các tương đồng về mặt dân số tương đồng về mặt kinh tế văn hóa xã hội mình đang xác định vấn đề sức khỏe của cộng đồng dân cư quận 10 đi thì mình có thể so với lại cộng đồng tương đồng kế bên quận 11 chẳng hạn. Đúng không? Quận 5 chẳng hạn nó có những nét tương đồng về đặc điểm dân cư, văn hóa xã hội, mình có thể sử dụng số liệu đó nếu như những cái khác không có. À. Rồi gì nữa? Mình có thể là bộ y tế quy định cho mỗi vùng địa lý Thông thường á bộ y tế sẽ ra những cái mục tiêu của từng cái chương trình sức khỏe và tùy theo tùy theo tỉnh thành phố sẽ áp dụng cái cái văn bản của bộ mà ra kế hoạch cho cái địa phương của mình. Đúng không? Rồi có thể xuống cấp nhỏ nữa là quận huyện ra cái kế hoạch nó phù hợp dĩ nhiên là vẫn đảm bảo tuân theo cái văn bản cấp trên nhưng mà nó phải phù hợp với lại cái thực tiễn tại địa phương rồi một cái nữa là cái kế hoạch dài hạn của một cộng đồng đã làm ờ, cái kế hoạch dài hạn đây ví dụ như chương trình phòng chống lao không biết các em có đọc tiếp cận qua chưa chương trình phòng chống lao cái chương trình nó dài hạn 5 năm 10 năm em đọc thử coi chiến lược quốc gia phòng chống lao 2020 đến 2025 tầm nhìn 2030 và nó đưa ra từng cái chỉ tiêu cụ thể đó cho nên đó là một cái kế hoạch dài hạn của cái chương trình của một cái chương trình sức khỏe nào đó và nếu mà các cách trên không áp dụng được đó, thì mình sử dụng một cái Delphi là thảo luận nhóm thảo luận nhóm để tìm ra cái vấn đề sức khỏe hiểu không không có chỉ số để so đôi khi các bạn sẽ gặp trường hợp đó tại vì chương trình nó mới chương trình giống như covid và trước giờ là làm gì có chương trình phòng chống covid làm gì có bệnh covid làm gì có cái mức bình thường đâu để so nó là mức không bình thường nó dĩ nhiên COVID là dịch thì nó rõ rồi không nói, nhưng mà để mà xác định một vấn đề thì phải có mức bình thường mà bây giờ không có mức bình thường. Thì thảo luận nhóm. Phương pháp cuối cùng được đưa ra là thảo luận nhóm Delphi. Rồi Thôi một số cái ý này các em đọc thêm nha. cơ sở để chọn vấn đề sức khỏe cộng đồng là tính phổ biến của vấn đề mức độ trầm trọng của vấn đề chưa có giải pháp can thiệp hữu hiệu cái vấn đề đó hiện hữu rồi nhưng mà gọi là chưa có giải pháp can thiệp trước đây chưa có giải pháp can thiệp và bây giờ cũng chưa có giải pháp rồi có sự đòi hỏi của cộng đồng như đã giờ nhắc đi nhắc lại với các em đó là hài hòa lợi ích của các bên thì trong đó mình làm cái người ta cần cái cộng đồng cần đó. có chủ trương hỗ trợ của chính quyền ngành y tế và có thể triển khai được mình xác định một vấn đề nếu nó là vấn đề mà mình triển khai không được thì mình không mình không xác định nhớ không xác định ra vấn đề là mình phải triển khai được, mình phải giải quyết được, nha yeah. và có đủ thời gian, nguồn lực để triển khai cách tập luyện chọn vấn đề sức khỏe trong chương trình thực tập y năm, thì các em phải nêu được ba ý. Thứ nhất là tại sao chọn vấn đề sức khỏe đó. Cái Việc đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề sức khỏe cộng đồng như thế nào? Nó bao gồm là tính phổ biến, tính nghiêm trọng của vấn đề. Nó lại quay lại câu chuyện trước đó. Tính phổ biến, mức độ trầm trọng của vấn đề. Đúng không? Rồi chưa có các giải pháp nào can thiệp. Hay hữu hiệu hay không rồi có sự đòi hộ của cộng đồng hay không đó đó là quay lại cái ý trước đó thứ hai là xác định được cái mức bình thường các em phải trình bày rõ ra cái mức bình thường ở đây là như thế nào dùng cái tiêu chí nào để xác định nó là theo chỉ tiêu cấp trên giao theo kế hoạch dài hạn của chương trình hay là do chỉ số này là bộ y tế quy định theo cái chương trình sức khỏe của bộ hay là các em so với cộng đồng tương đồng hay là so với chỉ số của năm liền kề trước đó. Và nêu lên được cái chỉ số vượt mức bình thường của cái cái chương trình mà mình đang đang hướng tới. Bài ý này và bài tập có điểm một cái cột điểm bài tập trong năm của các em thầy cho liên quan đến cái bài học ngày hôm nay thì các em cũng làm phải xoay quanh được ba ý này là 10 điểm cái bài tập 10 điểm thì mỗi ý là 3 điểm và trong cái cách trình bày một điểm nữa là 10 ừ, phải xây quanh được ba ý này nha phát biểu tên vấn đề sức khỏe và nêu được hiện thực và mong muốn có nghĩa là sao ví dụ như là cái tên vấn đề sức khỏe là tỷ lệ thừa cân béo phì ở học sinh cấp 1, 2 ở quận X, 5 Y tăng hơn so với năm trước thì ở đây là hiện thực là sao hiện thực đang tăng năm trước mình chưa biết nó làm sao nhưng mà năm nay là tăng so năm trước và cái mình mong muốn là nó ít bằng hoặc giảm hơn so với năm trước đó là cái mong muốn rõ ràng ha nếu việc cần giải quyết chứ không phải là giải pháp ừ. cái giải pháp á, là đi sau cái bước xác định vấn đề sức khỏe còn ở bước xác định vấn đề sức khỏe là chỉ nêu việc cần giải quyết thôi nãy như em nói với em rồi cái quy trình đó là xác định vấn đề đúng không phân sau này phân tích vấn đề rồi lập mới lập mục tiêu giải pháp can thiệp cho nên ở cái bước này là mình không có đi đến sâu cái uh, giải pháp và phát biểu tên vấn đề là khách quan chứ không phải là chủ quan và tránh chỉ trích có nhiều nhóm ngộ lắm ví dụ như cái trường hợp này nè khi mà xác định vấn đề xác định cái vấn đề ra cán bộ khoa phòng thiếu kiến thức chuyên môn người ta hướng dẫn mình đó người ta hướng dẫn mình mà để xác định vấn đề mà xác định các vấn đề cán bộ khoa hồng thiếu chuyên môn cho nên nó xảy ra tình trạng cái chỉ số sức khỏe này chưa đạt à. cho nên vấn đề này là không tới nhị nữa À, trong cái bài tập của mình á Ngoài là xác định vấn đề thì các em còn phải phát biểu cái tên vấn đề cho đúng. Ừ. Tên vấn đề nó có một dòng vậy như thôi, nhưng mà nó có năm thành tố và đảm bảo. Thứ nhất là cái tên, thứ hai là cái chỉ số biểu hiện vấn đề, thứ ba là nhóm đối tượng, thời gian, địa điểm và cao thấp tăng giảm hơn so với cái gì đó là có nghĩa là nó vượt mức bình thường như thế nào chỉ số vượt mức bình thường như thế nào ừ. phải đáp ứng được năm cái thành tố này trong xác định tên vấn đề à, nói lại nha trong cái bài tập uh, xác định về sức khỏe của tụi em và sẽ cả sau này trong trình thực tập á, thì thứ các em phải nêu rõ được cái tên vấn đề phát biểu cho đúng đủ năm thành tố rồi Sau đó là lập luận xác định vấn đề sức khỏe. Lập luận xác định vấn đề sức khỏe thì đảm bảo được 3 tiêu chí. Như đã trình bày trước đó rồi. Ừ. Rồi bài giảng đến đây là kết thúc. Có bạn nào có ý kiến có câu hỏi gì khác không? Có một số cái ví dụ lượng giá các em về xem thêm. Có thắc mắc gì thì các em có thể trong bài giảng có để số điện thoại email á. Có khủng bố thì khủng bố. Ừ. Rồi. Đúng 3 giờ hơn chút. các bạn có câu hỏi gì không